Nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, chiều nay, đoàn lãnh đạo thành phố do Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết đã đến thăm và chúc Tết đồng bào dân tộc Cơ Tu tại xã Hòa Bắc và xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang. Cùng đi có Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Ngô Xuân Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến và đại diện các sở ban ngành liên quan. Thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết chúc đồng bào dân tộc Cơ Tu đón Tết vui tươi đầm ấm, mong muốn đồng bào nỗ lực chung tay cùng Đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể của xã Hòa Bắc và Hòa Phú tiếp tục xây dựng quê hương giàu đẹp. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết cũng đã thông tin khái quát về tình hình phát triển kinh tế xã hội của thành phố trong năm qua, đồng thời đề nghị Đảng bộ, chính quyền, mặt trận các xã tiếp tục chăm lo chu đáo đời sống người dân Cơ Tu, đặc biệt là phát triển nông nghiệp theo hướng công nghệ cao, phát triển du lịch cộng đồng, đảm bảo tính pháp lý bền vững, từng bước nâng cao chất lượng đời sống người dân địa phương, các cấp các ngành tổ chức cho nhân dân đón Tết, đón xuân với tinh thần vui tươi, an toàn, tiết kiệm, quan tâm chăm lo Tết chu đáo cho gia đình chính sách, hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Các đồng chí lãnh đạo của huyện Hòa Vang, lãnh đạo của xã Hòa Phú tiếp tục quan tâm đến những cái kiến nghị, những cái đề nghị của bà con nhân dân, đi sâu đi sát, nắm chắc cái đời sống vật chất cũng như là những cái tâm tư tình cảm của bà con. Trong cái khả năng của mình thì tiếp tục tổ chức triển khai nhiều cái giải pháp, nhiều cái cách làm cụ thể, sáng tạo hơn để giúp đỡ bà con càng nhiều càng tốt. Dịp này, lãnh đạo thành phố đã tặng đồng bào dân tộc Cơ Tu 400 xuất quà, mỗi suất trị giá 1,2 triệu đồng. Mỗi suất quà được trao tận tay cho đồng bào Cơ Tu thể hiện sự quan tâm chia sẻ của lãnh đạo thành phố đối với người dân vùng núi, qua đó góp phần thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội.